Alo, bên nhà bữa nay chở bà cháu đi ăn cơm sườn nha. Nào mai đây hai cái nay ăn cơm sườn là cô chú ơi. Ngon dữ ta. Xèo nào ngon dữ ta. Giỏi rồi. Rồi qua cho nội ăn phải không, no rồi phải không? Nước phải không? Rồi. Cái táo sao? Hả? Cái táo đâu? Ở vô à? Rồi con ngựa. Rồi video mình đến đây cũng xin kết thúc nha. Bye bye cả nhà nha. Cơm xong rồi giờ mình chở hai đứa nhỏ với bà nội đi về.